Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là Trọng Văn Gia Chi đây, mình đến từ kênh channel CryptoNick. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sang airdrop cái dự án là Hemi. Hemi là một dự án về blockchain layer 1 module nhé các bạn nhé. Thì họ đã gọi vốn được 15 triệu đô từ các quỹ hàng đầu như Binance App và một số các quỹ khác nhé. Ok, thì cái dự án này thì nó là cái backer rất là khủng rồi. Và nó nằm về một cái layer 2 ở trên Bitcoin và Ethereum nhé. Và nó đang trong giai đoạn testnet. Thì mình cũng có một cái bài mình sưu tầm được ở đây. Và mình cái bài này hướng dẫn khá đầy đủ nhé. Và mình cũng sẽ update thêm một cái số cái cách pocket và cách làm ở trong cái video hướng dẫn này. Trước đó mình có cái video bài hướng dẫn đây rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ ra cái video hướng dẫn để cho các bạn làm nó được trực quan hơn nhé. Các bạn chú ý là cái bạn làm cái này thì nên làm ở trên cái trình duyệt chôm nhé. Còn trình duyệt cốc cốc thì nó đang lỗi không làm được các bạn ạ. Thì trình duyệt bạn làm cốc cốc thì nó bảo là cái cookie nó không được chấp nhận đấy, nên là làm trình duyệt chôm nhé, trình duyệt chôm. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi làm cái Sana Airdrop một cái dự án Hemi Network Testnet nhé. Thì cái này thì có cả một cách chạy nốt nữa, nhưng mà mình hôm nay sẽ là hướng dẫn các bạn theo cách testnet trước. Ok, thì các bước thực hiện là mình có ghi ở đây rồi nhá. Thì mình cứ đi làm từng bước một thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi pocket các những cái token ETH Cebonia test nhé các bạn nhé. Ok, thì ở đây có mình đang để 200 pocket. Và ở trên cái kênh Telegram thì mình cũng update một cái link pocket, đó là pocket DAI USDC nữa nhé các bạn nhé. Rồi đầu tiên mình cứ đi pocket cái ETH Cebonia test nhé các bạn nhé. Thì đang có hai link ở đây, thì các bạn pocket link nào được nhé. Ok, thì cái link đầu tiên này thì các bạn khi pocket ấy, thì các bạn cần đó là đăng nhập tài khoản nhé. Đăng nhập tài khoản bằng email tài khoản Google các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ chọn xin quick Google này, ở đây này. Sau mình sẽ chọn cái email của mình nhé. Mình đăng nhập vào. Tiếp tục này. Xác nhận là con người này. Ok. Ok, sau khi mình đăng nhập xong đây này, đăng nhập xong vào đây thì mình sẽ khi vào kẹt mình sẽ dán cái địa chỉ ví vào đây nhé. Ok, mình sẽ copy này, copy địa chỉ ví xong mình sẽ dán vào đây. Ok, xong mình sẽ ấn I'm not the bot này, xong mình ấn send me ETH nhé. Đấy thì nó đã transaction successful, là mình nó đã gửi cái ETH vào kẹt cho mình rồi đấy. Rồi thì sẽ được 0,1 ETH trên 72 giờ nhé các bạn nhé. Ok, bạn có thể dán lần nữa, bạn check thì nó sẽ báo là bạn đã nhận rồi này. Thì vui lòng đợi này. Ok, đây là cái pocket nhé. Thì ngoài ra thì các bạn có thể là mua ETH bằng ETH testnet trên mạng Arbitrum nhé. Thì đây mình có thể click vào cái link này để mình mua. Ok, thì bạn sẽ vào đây xong bạn sẽ kết nối cái ví MetaMask của các bạn nhé. Ok, thì mình dùng ví OK Wallet được. Ok, connect này. Đấy thì mình sẽ swap từ mạng, mình sẽ chọn cái mạng bất kỳ nhé, mạng nào mà mình có nhiều token ấy thì mình sẽ chọn swap nhé. Đây mình sẽ chọn mạng Arbitrum đi, đây mình chọn mạng Arbitrum nhé. Xong mình sẽ ví dụ chọn max gì thì bao nhiêu, 56 rồi. Đấy vì ví dụ mình sẽ swap 0.01 đi sang Cebonia testnet, thì sau đó mình sẽ ấn transfer nhé.
Mình còn phim này. Đấy thì mình swap từ cái token thật là ETH trên mạng Arbitrum sang mình sẽ nhận được là ETH trên mạng Sovinia nhé các bạn nhé. Ok thì nó cái transaction ở nó đây này, nó đang đợi khoảng 5 phút 18 giây. Đấy thì nó sẽ hoàn thành nhá. Thì mình swap 0.01 đấy. 0.01 ETH thì nó tương đương bao nhiêu đô nhỉ? Đâu mình check nhá. Không chấm không không một ETH ETH đây. Ở đây nó có bộ quy đổi này, 0.001 là 2,5 đô, 2,5 đô mà mình được tận mấy chục ETH. Ok thì mình sẽ đợi cái thời gian ở đây nhé. Ok thì mình trên ví của mình nó đã về 30 ETH trên mạng Serbia rồi nhé. Đấy, ok. Rồi sau đó mình sau khi forget cái ETH Serbia xong hoặc là mua xong nhé, thì mình tiếp theo đi forget đó là cái USDC DAI này trên cái mạng Serbia. Ok mình sẽ copy cái link này. Rồi, xong mình sẽ bet vào đây mình đi forget tiếp. Ok, vào đây thì ok, vào đây thì bạn sẽ connect cái ví của các bạn trước nhé. Vào đây, kết nối ví này. Ok. Đấy, thì ở đây nó có đây nó có Phuket đây các bạn này, Phuket USDC DAI này, mình ấn Phuket đây. Đấy thì mình sẽ chọn là chuyển mạng nhé. Đây thì nó được 10.000 đây này, mình ấn Phuket USDC này, xong mình sẽ confirm này. Bạn sẽ chờ một lúc nhé, nó đang pending thực hiện. Đấy nó hiện Odon thành công nhá. Sau mình ấn ok and Canal này. Tiếp theo đây thì cái số Wallet Binance này này thì ở đây mình đã hiện 10k rồi này. Tiếp theo mình sẽ forget ETH Tether nhá, USDT nhá. Mình forget này. Forget này. Ok xong mình ấn confirm nhá. Thì đây là forget trên mạng Testnet Serbia các bạn ạ. Rồi, Odo này lại thành công nhá. Thì sau đó mình sẽ cuối cùng mình sẽ forget cái token DAI này. Đây, forget token DAI. Ok, mình forget này. Confirm này. Rồi, mình đã forget xong nhá. Ok, mình sẽ tắt đi. Sau khi forget xong thì mình sẽ vào truy cập cái trang bắt đầu tiến hành làm kết nối ví nhé, kết nối ví và đăng ký để làm nhé. Ok mình vào cái bước 2 này. Đây bước 2 nhé. Đây thì các bạn chú ý là làm trên dịch trình duyệt Chrome nhé. Ok ở đây bạn sẽ kết nối với cái ví này, mình chọn MetaMask này. Next connect. Vừa nãy mình dùng cả ví MetaMask và ví OKX ấy, thì cả hai ví thì mình đều là một địa chỉ ví nhé, cùng là một cái ví này thôi. Ok đây đã connect thành công. Ở bước 1 này là nó connect ví này, bước 2 là nhập cái mã giới thiệu. Thì đây ở đây thì mình có để cái mã giới thiệu này các bạn này. Đây có cái mã giới thiệu ở đây nhá, mã sẽ copy mã giới thiệu này, xong mình sẽ paste vào cái ô này, dán vào đây, xong bạn ấn mũi tên đi này. Đấy nó hiện là màu xanh, tích xanh này là ok rồi nhá. Sau đó bạn sẽ connect với cái X Twitter của các bạn nhá. Cái bước 3 là connect X Twitter. Đây xong mình sẽ ấn đồng ý này.
Đấy thì nó đã hoàn thành 3 bước này. Rồi, sau đến tiếp theo mình sẽ ấn vào Jump Start nhé. Để kiếm những các cái điểm boy của họ. Ok, thì đây là cái nick mới của mình nên là mình đang có 0 điểm boy nhé. Ở đây này, nó có chỗ Tô Tuấn Boy này. Thì mình đang không có cái điểm này. Và danh kênh là không luôn này. Đấy. Ok, thì đấy là cái nick. Còn đây là một cái nick mình đã làm từ hôm qua, làm một lần rồi. Thì mình đang có 1.041 boy này các bạn này. Danh kênh là 24.000 này. Thì hiện tại đang ít rất ít người làm nhé. Mình mới làm một cái tag nhỏ trong này thôi mà mình đã danh 24.000. Thì hiện tại là đang rất ít người làm đấy. Ok. Thì mình quay lại trở lại với cái ví mới của mình nhé. Ở đây thì nó có các số số tag này. Thì cái tag ga xe thì bạn có thể vào đây làm luôn này. Còn đâu các tag về thực hiện các nhiệm vụ chính ấy, thì mình có ghi ở đây rất chi tiết nhé. Bridge ETH testnet từ mạng Seburia sang mạng Hemi. Đấy, chuyển hiện tại nó đã update là 2 rồi nhé, không phải là 1 nữa. Ở đây này. Ở đây này, nó mắc nó bảo 2 ETH mỗi ngày đấy nhá các bạn nhá. Đây. Cái nhiệm vụ chính này này. Còn nhiệm vụ tag ga xe thì mình làm sau được nhá. Ok. Và cái nhiệm vụ đó là cái chuyển cái stablecoin ấy. Thì mình vừa forget cái DAI TUSDC đấy. Thì sẽ chuyển nhá. Mắc là được 2.000 điểm 2.000 điểm một ngày nhá các bạn nhá. Thì 0,5 boy cho mỗi cái USDC USDT. Thì 0,5 boy cho 1 thì để là 2.000 điểm thì bạn phải chuyển 4.000 đô nhé các bạn nhé. Phải chuyển 4.000 đô. Đấy. Ok, xong ra tiếp các nhiệm vụ ở đây. Thì mình sẽ làm hướng dẫn từng nhiệm vụ một nhé. Thì đầu tiên nhiệm vụ đầu tiên đó là chuyển ETH từ mạng Seburia Testnet sang mạng Semi nhé. Hemi nhé. Ok, bạn ấn vào Tool ở đây này. Kích vào đây. Thì nó sẽ ra. Rồi bạn sẽ kết nối với cái ví MetaMask của các bạn vào. Ok, next, connect này. Rồi, thì mình sẽ chuyển đây mình sẽ chọn mạng ETH này. Đây nó đã nốt được có cái Binance của mình nhá. Thì mình sẽ gửi luôn là 2 ETH. Đây mình đang có 30 nhá. Cái trong ví của mình đang có 30 thì mình sẽ gửi là 2. Ok, sẽ mình sau đó mình sẽ ấn deposit này. Sau đó mình sẽ confirm. Đấy thì nó hiện tại cái lệnh nó đang pending ở đây nhé các bạn nhé. Đang pending này. Đấy. Ok. Thì trong khi chờ thời gian pending thì mình sẽ làm một cái tag thứ hai. Đó là cái chuyển cái stablecoin từ ETH Testnet sang mạng Hebi nhé. Mình sẽ ấn tool vào đây tiếp này. Ok, thì bạn vào đây bạn sẽ lại kết nối cái ví MetaMask của mình. Còn đây này. Rồi, ở đây thì bạn sẽ có chọn kéo xuống ở đây nhé. Kích vào ETH kéo xuống thì nó sẽ ra các token khác nhé. Ok, bạn sẽ đợi một tí nó nát đây này. Đây nó có token DAI này, Tether này, USDC thì bạn chọn cái nào cũng được nhé. Nó cả ba token đều được nó công nhận nhé. Ở đây nó có ghi này. Đấy, USDC, USDT, DAI, cả ba token đều được nhé. Còn nào được một trong ba là được. Ok, sau đó mình sẽ chọn mắc là 2.000 điểm, 2.000 điểm mở nhân đây 0,5 boy trên 1 thì nó sẽ là 4.000 đô nhé. 4.000 đô thì sẽ được 2.000. Đây thì mình sẽ ghi 4.000 ở đây. Đấy, ok. Bạn có thể chuyển nhiều hơn được 4.000 mình chuyển 4.050 được. Ok, xong bạn ấn up pro này. Đấy thì nó mở cái book up ở trên mà cái MetaMask ra, xong mình ấn next này, up pro này. Ok, thì cái lệnh DAI nó đã up pro xong này. Các bạn chú ý là này, các bạn nên làm cái những cái này vào cái buổi sáng sớm nhé các bạn nhé.
Mình nên là vào cái những cái buổi sáng sớm ấy thì cái mạng nó đỡ lag hơn nhá. Thì cái mạng Cebu Tennis này thì nó cũng đang khá lag mà phí nó khá là cao nếu mà các bạn chuyển vào giờ cao điểm nhé các bạn nhé. Thì cái lệnh deposit của mình đây, nó đây, đấy nó đã thực hiện được rồi. Đấy thì nó nói chung là hơi lag, hơi mất thời gian một tí nhé. Thì ở đây và các bạn có thể vào cái chỗ transaction history này, các bạn xem cái những cái transaction history của mình này. Đấy. History này. Đấy. Ok. Đấy thì mình đã làm cái nhiệm vụ chuyển 2 ETH này và chuyển để kiếm mắc 2000 boy nhé. Đấy. 2000 boy. Rồi, đến nhiệm vụ tiếp theo đó là tạo cái ví Sapphire ở trên cái Hemi nhé. Thì mình ấn Create ở đây. Ok, thì bạn đồng ý hết đấy, áp dụng ổn này. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ kết nối với cái ví nhé. Mà hiện tại mình đang thấy nó không kết nối được ví các bạn ạ. Chắc là đang lỗi. Đây, kích vào kết nối ví Wallet mà nó không không được luôn. Ok, thì cái này mình sẽ tạm bỏ qua nhé. Thì các bạn nào có mà biết cách khắc phục cái lỗi này hay gì thì bạn có thể cung cấp và comment dưới phần bình luận nhé. Ok, tiếp theo đó là cái nhiệm vụ đó là Clear A cái cáp sui trên cái Hemi này này. Đấy. Swap nữa này. Swap thì được có 200 điểm thôi. Nhiệm vụ swap là giờ được ít nhất nhá. Ok, thì mình sẽ tạo này, ấn vào Clear A ở đây này. Rồi, sau đó mình sẽ đầu tiên là sẽ kết nối cái ví MetaMask này. Ok. Sau đó mình add asset ở đây này. Ok, mình kích vào đây để chọn mạng đã các bạn ạ. Ok, cái mạng này thì cái nhiệm vụ này thì nó cũng nói là tạo cái cáp su này trên mạng Hemi nhá. Thì để chuyển sang mạng Hemi thì các bạn vào cái trang swap vừa nãy ấy. Thì bạn sẽ ấn chuyển từ cái mạng Hemi sang Seboria thì nó có hiện cái dòng là Connect to Hemi Seboria ở đây này, bạn kích vào đây thì nó sẽ add cái mạng Hemi Seboria vào cái ví nhá, thì mình sẽ ấn Approve này. Ok, xong mình ấn sẽ ấn add xong mình ấn sẽ switch network này. Đấy thì nó đã mình vào check ví thì nó đã chuyển sang đây, nó chuyển sang cái mạng Hemi rồi nhá các bạn nhá. Đây nó hiện chữ Hemi Network đây này. Đấy. Ok, thì cái ETH của mình chuyển sang cũng đã nhận rồi đấy. Đây, đã nhận rồi nhá. Rồi, quay trở lại cái bước cái tạo đó thì mình kết nối ví rồi này. Xong mình sẽ ấn add asset này. Ở đây mình sẽ đây, ở đây mình có cái token DAI nó đã vào rồi đây nhá. Thì 4500 mình sẽ chọn này. Xong mình sẽ chọn khoảng 100 đai. Ok, xong mình sẽ ấn add này. Đấy. Ok. Ở đây là cái tên nhá. Tên thì mình có thể đặt cái tên gì cũng được. Mình sẽ đặt là cái này là mình sẽ tự đặt hoặc là bạn để mặc định được nhá. Mình sẽ đặt là trọng chẳng hạn. Ok, xong mình sẽ ấn continue. Ok, mình continue tiếp này. Đóng dấu vào đây. Ấn transfer này. Bạn sẽ đợi một tí nhé. Ok, bạn đợi một tí thì nó có chữ Approve sáng lên thì bạn kích vào chữ Approve này. Rồi, Approve xong đợi đợi một lúc xem cái book up ở trên ví MetaMask nó hiện lên như này thì bạn ấn Next này. Ấn Approve này. Rồi bạn sẽ lại chờ một tí nhé. Thì mạng nó đang hơi lag các bạn ạ. Mạng testnet đã hơi lag. Rồi. Xong đó cái chữ continue nó sáng lên, bạn ấn vào continue này. Rồi cái sau đó cái ví MetaMask nó lại hiện lên nhá, thì bạn sẽ ấn confirm. Rồi, thì bạn lại sẽ chờ một lúc nhá. Chờ một lúc để cho cái transaction nó được thực hiện nhá. Ok, thì nó báo cái sục sệt này là đã thành công nhá các bạn nhá. Cái tích xanh và chữ sục sệt này là thành công rồi đấy.
Ok, còn đây là cái dòng này là cái transferring này. Ok, thì bạn có thể đây kiểm tra. Ok, thế là xong cái nhiệm vụ này rồi nhá. Còn nhiệm vụ tiếp theo đó là swap on Hemi này này, thì bạn có thể ấn vào swap ở đây. Đấy, thì bạn vào đây bạn cũng sẽ kết nối cái ví MetaMask của các bạn. Next. Còn next. Ok. Thì bạn cũng sẽ swap nhá. Ví dụ bạn sẽ swap có những cái token mạng hơi nát. Đấy. Mình sẽ swap từ có thể từ ETH sang DAI hoặc DAI sang ETH nhá, làm ngược đi ngược lại được. Đây mình có thể swap từ token nó khác đi. USDT, USDC nó không có. Ok thì mình sẽ swap ETH sang USDCE nhé, 0.1 đi chẳng hạn. Ok thì nó đang tìm kiếm ở đây này. Đây. Thì các bạn sẽ chờ một lúc nhé, xem nó có thành công không, tại vì cái mạng testnet này nhiều khi nó cũng đang hơi nổi nhé. Ok, nếu mà nó không tìm kiếm thành công thì bạn có thể chuyển cặp nhé. Bạn thể chuyển cặp sang các cái token khác. Và bạn có thể swap chỉnh lại số lượng khác. Ok, bạn sẽ đợi nhé. Ok, thì mình đang tìm thử cặp swap nhưng mà nó đang không tìm để nó không chữ sáng chữ swap này nên nhé. Thì hôm trước mình swap thì được rồi nhưng mà hôm nay nó các khả năng nó lại nát không được nhé các bạn nhé. Thì swap ở cái trên trang này rất là khó khăn, hôm trước mình cũng swap, mình cũng làm đợi một lúc lâu thì nó mới có cái cặp thanh khoản để swap nhé. Hiện tại hình như nó đang không có cặp thanh khoản để swap các bạn ạ. Ok, nhiệm vụ swap này thì bạn có thể quay lại sau và swap sau vậy. Chứ mình cũng thử từ nãy rồi nhưng mà cái chỗ swap này nó không sáng lên. Đây này, nó không swap được. Đấy, ok thì bạn có thể thử lại sau nhé. Bạn thử lúc sáng sớm ấy, thì mình đang làm lúc là 23 giờ đây này, 11 giờ 09 PM là 23 giờ nên là cái lúc này nó có thể mạng hơi nát các bạn ạ. Ok thì cái bước swap này bạn có thể thử lại sau nhé. Đấy thì bước swap thì sau đó là cũng hết cái nhiệm vụ về swap token các thứ rồi, thì còn nhiệm vụ về xã hội thôi thì có Reni mấy cả đó là ga xe nhé các bạn nhé. Thì sau đó bạn sẽ làm một nhiệm vụ ga xe. Thì ga xe thì cái link mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video đây rồi này, hoặc bạn có thể kích trực tiếp ở đây là go to ga xe này. Ok bạn go to ga xe xong bạn này sẽ ấn chuyển mạng, nó yêu cầu chuyển mạng các bạn, xong ký này. Ok. Mình sẽ xin nhắc thêm là cái ở cái phần phần transfer ấy, phần swap ấy, ở cái phần swap này này thì các bạn bạn swap từ bạn bạn cầu ấy, bạn cầu từ Shibuya sang Hemi, xong bạn nó sẽ đó, bạn sẽ cầu ngược lại nhé. Bạn sẽ cầu ngược lại đây này, mình sẽ ấn vào mũi tên xoay ngược lại thì bạn sẽ lại xem cái ETH từ Semi sang Semia, để hôm sau bạn sẽ làm lại cái bước hôm nay nhé. Thì làm lại từ xem từ Semia sang Hemi ấy, thì bạn sẽ cầu sang, rồi bạn sẽ cầu lại, cầu sang cầu lại đấy, thì cái số ETH của bạn sẽ nó không bị mất nhé. Đấy. Ok thì mình sẽ cầu lại, đó là mình hôm nay mình sẽ cầu lại với mình gửi sang, xong bây giờ mình sẽ cầu gửi lại về ở đây, mình sẽ bớt lại một ít phí nhé các bạn nhé. Mình sẽ gửi 1.1.7 đi. Đấy, mình sẽ gửi 1.7 về cái mạng Serbia đi, xong bạn sẽ ấn vào đây, ấn vào withdraw nhé. Withdraw. Ok. Rồi, xong bạn ấn confirm nhé. Đấy. Thì nó sẽ hiện cái bảng này này, thì nó sẽ đợi khá là lâu nhé. Thời gian cái đợi thì khoảng mất 20 phút này, xong đó là đợi đến khi khoảng 3 giờ thì mới claim được nhé các bạn nhé. Thì bạn sẽ vào đây, bạn sẽ claim nhé các bạn nhé.
Ok, theo như này xong rồi mình cứ tắt đi thôi, tắt đi xong là tắt đi xong mà sau đó bạn sẽ vào cái transaction history này, khi mà nó gửi thành công về cái mạng Serena thì nó có sẽ claim, bạn sẽ vào đây claim nhé các bạn nhé. Đấy. Ok, thì đây nó đang bảo đợi này này. Thì gửi về từ Hemi sang Media thì rất là lâu đấy các bạn ạ. Đấy là cách cầu đi cầu lại, và tương tự các ETH thì bạn có thể cầu lại từ DAI sang về Serbia quay trở lại cũng được nhé. Đấy. Đây, mình có thể chọn DAI. Mình sẽ cầu từ DAI sang sang Serbia trở lại cũng được. Đấy. Ok, mình sẽ cầu lại khoảng 1.000 chẳng hạn đấy. Xong mình sẽ ấn withdraw. Xong mình sẽ xác nhận trên ví tiếp nhé. Đấy. Ok, thì tương tự với cầu ETH quay trở lại ấy, thì cầu DAI có cũng như vậy nhé. Nó cũng phải bật đợi 20 phút này này các bạn này. Đấy. Để claim được thì phải đợi 3 giờ nhé. Đợi 20 phút để nó gửi, còn để claim thì khoảng 3 giờ nhé các bạn nhé. Khá là lâu đấy. Ok. Đây thì bạn có thể vào xem lịch sử này này. Đấy. Rồi, thì đấy là cái việc cầu đi cầu lại nhá. Còn về cái nhiệm vụ gas xe thì bạn vào trang rồi xong bạn sẽ ấn ấn mở rộng cái này ra này. Ok, nó yêu cầu mình switch chuyển mạng. Rồi. Thì để mà hoàn thành các nhiệm vụ ấy thì bạn phải có 3 yêu cầu trên thì bạn phải đáp ứng một trong 3 nhá. Thì đầu tiên có thể là cái web bar score. Cái thứ hai đó là Gacy Bot hoặc là Gacy Blood nhá. Thì bạn có một trong 3 cái điều kiện này để nó xác minh danh tính cho con người các bạn ạ. Ok, sau đó mình sẽ đi kiếm điểm boy này. Thì ở đây cũng mạng xã hội, làm nhiệm vụ mạng xã hội rất đơn giản thôi. Đó là Forno này, Forno này và Nine này, Nine này và Retweet nhá. Ok, thì mình sẽ kích làm từng cái một. Ok, mình sẽ đăng nhập lại cái X của mình. Ok, xong bạn ấn follow nhé. Đây, follow này. Ok, sau đó đến nhiệm vụ thứ hai là photo follow. Photo restore nhé. Ok, mình ấn follow này. Đây, cái trang Twitter là Redstone Oracle. Rồi, tiếp theo mình sẽ vào nhiệm vụ Nine này. Nine. Nine cái bài viết nhá. Đây thì nút Nine. Rồi, tắt đi. Bước tiếp theo đó là Nine cái bài viết của Hemi. Đây, Nine này. Tắt đi này. Rồi cái nhiệm vụ cùng đó là retweet này. Ok, đấy. Rồi, sau đó bạn sẽ ấn mũi tên xoay xoay ở đây nhé, để cho nó cập nhật trạng thái. Đấy, đã hoàn thành nhé. Xong bạn sẽ ấn claim boy thì được một bon các bạn ạ. Rồi, đấy mình đã xanh hết và mình giờ nó hiện chữ claim mật ở đây là mình đã hoàn thành xong rồi nhé. Đấy là xong nhiệm vụ ga xe. Rồi tiếp theo mình sẽ kéo xuống đây làm nhiệm vụ đó là nhiệm vụ Rainy nhé các bạn nhé. Ấn Go to Rainy này. Mình ấn Object Only đi. Đây. Thì vào đây bạn sẽ cũng kết nối cái ví kết nối Rainy này. Thì bạn có thể chọn log in bằng email hoặc là log in bằng cái xưa nó log in bằng ví nhé. Log in bằng ví hoặc log in bằng email là được. Thì mình có thể chọn log in bằng ví đi. Còn đi code đều được nhá. Thì mình sẽ log in bằng cái ví MetaMask của mình. Ok, xin này. Nó vẫn yêu cầu phải nhập email vào đây nhé các bạn nhé. Thì bạn sẽ điền cái email vào đây. Rồi mình sẽ điền cái email vào đây nhé. Điền email xong ấn send verify code này. Đấy, thì bạn sẽ mở cái Gmail của bạn ra.
Vậy mình sẽ tắt một số cái trang không dùng đến này, sẽ tắt đi này, cho nó gọn. Ok, thì ở cái email này nhá, thì nó đây là cái mã này các bạn này, nó gửi cái mã về rồi này, thì mình sẽ vào đây mình sẽ paste vào đây. Đấy. Đấy. Nó bảo email đã được sử dụng. Ok, thì mình Ok, thì cái Hemi này thì bạn nó đi đăng nhập thì bạn nên đăng nhập bằng Gmail nhé các bạn nhé. Đăng nhập bằng Gmail. Ok, thì vào đây thì nó có hai cái nhiệm vụ thôi, đó là cái nhiệm vụ đó là do Discord các bạn ạ. Do Discord này được 20 XP này. Mình ấn join Hemi server nhá. Thì nó sẽ mở ra cái trang Discord, thì mình sẽ join vào cái kênh Discord của họ. Ấn chấp nhận lời mời này. Rồi thì bạn sẽ chọn tất cả ba cái này. Còn tiếp theo đi. Xong kéo xuống. Kéo xong ấn hoàn tất nhá. Đấy, ok. Sau đó mình sẽ đấy, như này mình đã join cái kênh tên này của nó, kênh Discord của họ nhá. Đấy. Rồi sau đó mình sẽ quay trở lại cái Randy đâu. Xong mình sẽ ấn nói chung là cái Discord này ở cái nhiệm vụ gas Jenny này chưa có gì nhá. Rồi do Discord thôi nhưng mà nó không về đi được. Đấy. Hiện tại nó chưa 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 có gì. Ok, thì cái nhiệm vụ Jenny này mình có thể làm sau. Đấy. Ok, thì mình đã hoàn thành xong tất cả các bước hướng dẫn về cái kiếm điểm boy của cái Hemi Network này nhá, layer 2 ở trên Bitcoin và Ethereum được Binance đầu tư. Còn cái điểm này nhá các biển, điểm này thì sau 24 giờ sau một ngày nó sẽ update, nó sẽ có điểm nhá các bạn nhá, có điểm và có danh đấy. Ok, thì cái dự án Hemi Network này cũng rất là tiềm năng. Nó đã gọi vốn được 15 triệu đô do có Binance đầu tư nhé. Và ở cái mình có thể sẽ ra cái phần tiếp theo là hướng dẫn các bạn chạy nốt. Có thể hướng dẫn các bạn chạy nốt cái dự án này. Ok, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin gặp lại các bạn ở phần sau nhé. Các bạn có câu hỏi, có thắc mắc gì thì hãy comment hoặc là nhắn tin cho các kênh channel về Telegram của chúng mình nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Xin chào.